Sau khi nổi dần dần trên mạng với hàng loạt bài tố nam thư phá hoại hạnh phúc gia đình, chủ tài khoản ZD mới đây đã bắt đầu chuyển hướng sang bán hàng online. Đồng thời, dù nữ diễn viên đã lên tiếng đính chính, nhưng cô vẫn không buông tha. Kể từ khi nam thư mở buổi họp báo giải thích về scandal đời tư và mở khóa mạng xã hội, nữ diễn viên vẫn phải hứng chịu khá nhiều sự công kích từ cộng đồng mạng. Trong đó, người đã tố nam thư có hành vi giật chồng là ZD đều đặn đăng những bài viết cà khịa, mỉa mai và hẹn sẽ đối chất và giao mọi bằng chứng trước tòa. Trong động thái mới nhất, ZD chia sẻ bài viết của nam thư về trang cá nhân của mình kèm chia sẻ mỉa mai, trái tim đen là L, hai chị em mình là trắng với hồng hả chị. Hiện tại, nam thư vẫn giữ bài đăng này trên trang cá nhân và không có động thái đáp trả. Tất nhiên, phía nam thư vẫn im lặng và chờ ngày giải quyết, còn ZD thì không ngừng đăng bài, bình luận. Mới đây, cô nàng này đã giải thích về chuỗi hành động đó của mình. Ai cũng nói thôi, tha thứ cho nhau, mỉm cười mà sống, đời người chỉ có một lần. Vậy sao biết đời người chỉ có một lần mà lại đối xử như vậy với tôi, họ bị chỉ trích là xứng đáng, ZD chia sẻ. Tuy nhiên, hiện tại nhiều người đã để lại lời khuyên, mong tài khoản ZD bình tĩnh chờ đến lúc làm việc trước cơ quan chức năng chứ không nên liên tục phát ngôn như thế này trên mạng xã hội. Hiện tại, vẫn chưa có kết luận chính thức trong ồn ào nam thư bị tố giật chồng, bị tống tiền nên nhiều ý kiến cho rằng cũng không nên cổ súy cho việc cư dân mạng tràn vào tấn công. Thời gian gần đây, ZD nhờ vào sức ảnh hưởng của mình cũng đã bắt đầu gia nhập công cuộc PR bán hàng, quảng cáo online. Nhiều người tỏ ra thất vọng, cho rằng đây có lẽ chiến lược của ZD. Nhiều bình luận như, yêu quý ZD với việc tìm lại công bằng nhưng bán hàng thì cần phải xem chất lượng ra sao. Đừng lao đầu vào mua bất chấp nhé mọi người, ai rồi cũng bán hàng online thôi, thì ra đây mới là mục đích chính. Trước đó, nam thư cùng đại diện công ty, đại diện pháp lý đã có buổi làm việc để lên tiếng. Theo đó, nam thư làm rõ các vấn đề được đồn thổi như khẳng định mối quan hệ với ông L chỉ là bạn bè. Chủ tài khoản ZD đã dựng câu chuyện không có thật gây tổn hại đến cô và sau đó tống tiền nữ diễn viên 500 triệu đồng. Nam thư cũng công khai giấy xét nghiệm âm tính với chất kích thích, lên tiếng xin lỗi những người bị vạ lây trong câu chuyện và cho biết chờ đợi kết luận từ cơ quan điều tra. Vào ngày 12 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền văn bản được cho là từ phía anh L gửi cơ quan chức năng để tố cáo ZD có nội dung. Hành vi đưa nhiều thông tin sai lệch của tôi và gia đình tôi lên mạng xã hội khiến cuộc sống của tôi và gia đình bị gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc của tôi. Bà V, chủ tài khoản ZD, có động thái ngụy tạo chữ ký của tôi để giả mạo hợp đồng góp vốn kinh doanh. Tôi khẳng định một lần nữa, những thông tin bà V đưa lên là hoàn toàn vô căn cứ. Tôi chưa từng ký với bà V bất kỳ hợp đồng nào trước đó, chữ ký bà V đưa lên cũng không phải là của tôi nhằm vu khống, chiếm đoạt tài sản và truyền tải thông tin sai lệch đến cộng đồng mạng. Về phía ZD, cô khẳng định giữ rất nhiều bằng chứng liên quan việc anh ngoại tình. Tiết lộ thêm chi tiết mới là từng mua chiếc mô tô trị giá 439 triệu để tặng sinh nhật chồng nhưng nay anh L lại mang chở người phụ nữ khác. Về thông tin bị chồng nộp đơn tố cáo, ZD cho biết sẽ giao bằng chứng liên quan, đối chất mọi thứ với anh L, diễn viên nam thư khi gặp nhau ở tòa án.